Cái kết cho phong trào dù vàng tại Hồng Kông. Trong diễn biến mới nhất, phiên tòa xét xử sáng ngày 23 tháng 11, thủ lĩnh phong trào dù vàng ở Hồng Kông, Hoàng Chi Phong và hai lãnh đạo khác thuộc phong trào này đã chính thức nhận tội liên quan tới vai trò của họ trong vụ bao vây trụ sở cảnh sát Hồng Kông hồi tháng 6 2019. Các tội danh cáo buộc là xúi dục người khác tham gia tụ tập trái phép, tổ chức tụ tập trái phép và tham gia tụ tập trái phép. Trước đó, tháng 7 2020, Hoàng Chi Phong đã tuyên bố sẽ không nhận tội, nói rằng anh ta đang đối mặt với cuộc đàn áp chính trị và đây không phải lúc đầu hàng. Ấy vậy mà chỉ vài tháng sau, thần tượng của giới dân chủ Việt Nam đã cúi đầu nhận tội trước vành bóng mỡ, không hề giống như những lời lẽ cứng rắn được anh ta viết trên mạng trước đó. Liệu rằng số đối tượng chống phá Việt Nam, những con người luôn tự cho mình cái gọi là đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, phản ứng như thế nào đối với vụ việc trên? Không biết đó là sự chỉ trích hay bênh vực hành động này của Hoàng Chi Phong. Chỉ biết là phong trào ô dù ở Hồng Kông hầu như đã đi vào hồi kết, thời điểm vài tháng sau khi luật an ninh quốc gia được áp dụng ở Hồng Kông. Đánh giá về nguyên nhân dẫn đến sự tan rã, cũng như việc thủ lĩnh Hoàng Chi Phong nhanh chóng nhận tội. Bởi thời điểm này, chính giới Hoa Kỳ đang bận rộn với những vấn đề liên quan đến bầu cử tổng thống mà không có các động thái hỗ trợ, tiếp sức cho số nhóm người này. Rõ ràng, với góc độ nào đó, sau vụ việc tại Hồng Kông, có thể dễ dàng nhận ra một điều rằng, bất kể một cuộc hoạn loạn nào đều có một thế lực đứng sau. Nếu chính quyền nơi nào thiếu sự quyết đoán, thì tình hình sẽ trở nên rất tồi tệ.